Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức Khỏe Tự Nhiên. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung chính sau đây. Lương y tiết lộ, lấy một nắm lá tía tô nấu cùng với thứ này có ngay thần dược chữa cả tỷ bệnh, gan thận sạch độc tố, càng ăn càng sống thọ. Quý vị thân mến, lá tía tô không chỉ là một loại rau gia vị phổ biến, mà nó còn là một loại thảo dược đem lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Đặc biệt, các lương y đã tiết lộ, nếu quý vị biết mà đem nấu lá tía tô cùng với những thứ sau đây, sẽ có ngay thần dược đáng giá ngàn vàng. Thải sạch độc tố trong cơ thể, mát gan bổ thận, tăng cường máu lên não, sống vui, sống khỏe cả đời, không lo bệnh tật. Vậy, cụ thể 5 thứ nấu cùng với lá tía tô là gì, lợi ích của chúng ra sao thì mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Đầu tiên, lá tía tô kết hợp với gừng giúp người mất ngủ kinh niên, ngủ ngon đến sáng. Nhắc đến cách kết hợp này, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của khán giả Trần Khánh Huyền, 42 tuổi. Hiện đang là giáo viên cấp 3 tại tỉnh Hà Nam. Chị chia sẻ rằng mẹ chị qua đời năm 62 tuổi vì đột quỵ. Sau thời gian phải chống chọi với chứng mất ngủ mà không tìm được cách điều trị, vì vừa thương mẹ, chị vừa lo cho bản thân cũng đang gặp tình trạng mất ngủ khiến cơ thể luôn mệt mỏi, chất lượng cuộc sống và công việc giảm sút nặng nề, mà đáng sợ nhất là nguy cơ đau tim, đột quỵ luôn chờ trực sẵn. May mắn trong một lần đi công tác, được người dân địa phương mách cho cách chữa bệnh mất ngủ bằng lá tía tô nên đã làm theo. Thật thần kỳ là chứng mất ngủ đã được cải thiện. Quan trọng là bài thuốc này vô cùng đơn giản. Quý vị hãy cùng lưu lại và thực hiện xem sao. Quý vị hãy chuẩn bị một nắm lá tía tô thái nhỏ, một nhánh gừng tươi thái sợi và một nắm gạo vo sạch. Đầu tiên, đặt chảo lên bếp rang gạo đến khi vàng đều, rồi thêm gừng thái sợi và lá tía tô vào đảo đều cho đến khi các nguyên liệu trên màu vàng. Sau đó cho hỗn hợp vào nồi, thêm khoảng 1 lít nước đun sôi trong 15 phút rồi tắt bếp và gạn lấy nước cốt. Quý vị sử dụng vào buổi sáng sau bữa ăn, có thể uống nóng, uống lạnh tùy sở thích. Theo lương y Bùi Hồng Minh, nguyên chủ tịch Hội Đông y Ba Đình Hà Nội cho biết, trong lá tía tô chứa hoạt chất giúp chống trầm cảm và giảm lo âu. Mùi hương của lá tía tô cũng là một trong các liệu pháp thư giãn, giải tỏa căng thẳng. Khi kết hợp gừng cùng với lá tía tô thì hiệu quả sẽ được tăng cường, từ đó giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ, ngủ ngon, ngủ sâu giấc hơn. Ngoài ra, nước lá tía tô nấu cùng gừng và gạo chứa hoạt chất có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, giúp vết thương mau lành hơn, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng đau nhức, không thoải mái là nguyên nhân gây ra mất ngủ. Số 2. Rau dền nấu tía tô, bài thuốc quý trị tiểu đường hiệu quả. Chắc hẳn sẽ có nhiều người ngạc nhiên với sự kết hợp này, bởi từ trước đến nay thì tía tô thường được nấu với mồng tơi, rau đay hay mướp, chứ ít khi kết hợp với rau dền. Vậy thì quý vị hãy thử ngay cách kết hợp này. Thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cả lá tía tô và rau dền đều là loại rau có khả năng chống tăng đường huyết và rối loạn mỡ máu, không dung nạp gluco, do đó giúp giảm lượng đường trong máu ở bệnh nhân tiểu đường và kiểm soát các biến chứng nguy hiểm. Bên cạnh đó, protein trong món canh này còn giúp giảm nồng độ insulin trong máu và giải phóng một số loại hormone làm tăng cân. Ngoài ra, rau dền kết hợp tía tô còn có thể tiêu diệt các chất trung gian gây viêm nhiễm và dị ứng đường hô hấp, góp phần điều trị hen suyễn hiệu quả. Tuy nhiên, có một số lưu ý là chỉ nên ăn 2 đến 3 lần một tuần thôi, không nên lạm dụng ăn quá nhiều và tránh ăn vào buổi tối, bởi đây là món ăn lợi tiểu nên có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Số 3. Ăn canh đậu xanh tía tô mang đến hàng trăm điều kỳ diệu cho sức khỏe.
Chương trình chúng tôi đã từng nhận được bức thư của một khán giả tên Đinh Văn Công, 58 tuổi. Ông chia sẻ rằng, mình sinh ra ở một xã nghèo ở miền Trung và lớn lên bằng những món ăn dân dã. May mắn là trời phú cho sức khỏe, nên ít khi phải dùng đến thuốc thang. Dù sau này, khi đi xa trải nghiệm nhiều món ngon, nhưng món ăn gây thương nhớ nhất là bát canh đậu xanh tía tô, vừa ngọt mát lại cực bổ dưỡng cho sức khỏe. Nên mong muốn chia sẻ đến nhiều khán giả cùng biết đến và thưởng thức. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng đánh giá đậu xanh là một nguồn thực phẩm giàu chất xơ, các axit amin thiết yếu, đồng thời cũng chứa ít chất béo bão hòa và cholesterol, giúp hạ cholesterol trong máu. Còn lá tía tô cũng là một loại rau giàu chất xơ và tinh chất tamin. Vitamin nhóm B giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, hạ đường huyết. Bằng cách kết hợp đậu xanh và lá tía tô cho món canh này sẽ tạo ra một món ăn giàu dinh dưỡng, có khả năng giải cảm, hạ sốt, chữa nhức đầu và giúp kiểm soát đường huyết. Hơn nữa, trong những ngày hè oi bức, nếu lao động nặng nhọc, mất nhiều mồ hôi thì ăn một bát canh rau tía tô nấu với đậu xanh còn có tác dụng giúp bình phục nhanh sức khỏe. Ngoài ra, chế biến thành món canh nấu với đậu xanh, quý vị cũng có thể lấy lá tía tô giã nát cùng với các loại rau khác như rau sam, diếp cá, vắt lấy nước và cho người bị cảm cúm uống. Còn bã thì đem đắp lên trán người bệnh cũng có tác dụng hạ sốt rất hiệu quả. Số 4. Cháo trứng gà tía tô giúp xương khớp chắc khỏe, chẳng lo bệnh tật. Không biết có quý khán giả nào ở đây đã từng thử qua và thích món ăn này hay không? Chứ tôi vô cùng yêu thích món cháo trứng gà tía tô. Tuần có thể ăn 3 bữa mà không thấy chán. Khi biết được lợi ích tuyệt vời của món cháo này, tôi cũng khuyên những người bạn, người thân của mình duy trì đều đặn. May mắn là ở độ tuổi này rồi, nhưng cơ thể vẫn dẻo dai. Đi bộ đạp xe đều, không những không mỏi, thậm chí chẳng mấy khi ốm vặt hay phải dùng đến thuốc bổ. Bởi có đến 4 hoạt chất trong lá tía tô có thể làm giảm axit uric, nguyên nhân gây ra bệnh gút. Cùng với hàm lượng tinh dầu có trong lá tía tô rất cao, có tác dụng làm giãn mạch, giảm đau, kháng viêm tốt cho những người bị viêm đau, thoái hóa xương khớp. Mặt khác, trứng vốn là một trong những nguồn thực phẩm tốt nhất về canxi, vitamin D. Collagen giúp xây dựng và duy trì sự mạnh mẽ của xương khớp, giảm nguy cơ loãng xương. Vì vậy, cháo trứng gà tía tô không những là món ăn ngon, giàu dinh dưỡng mà còn đại bổ cho sức khỏe. Quý vị nên duy trì ăn mỗi tuần. Bên cạnh đó, nếu quý vị nào đang bị cảm, nên ăn một tô cháo tía tô còn nóng hổi, sẽ giúp thoát mồ hôi, giải cảm nhanh, tiêu hóa tốt và có thể nhanh chóng hồi phục trở lại. Số 5. Tía tô kết hợp với thịt bò, bổ hơn nhân sâm. Thông thường chúng ta thường xào thịt bò với rau cải, rau muống hay cần tây, tỏi tây. Tuy nhiên hôm nay, chương trình sẽ chia sẻ cho quý vị một món không kém phần hấp dẫn và bổ dưỡng, đó chính là thịt bò xào tía tô. Một vị khán giả có chia sẻ với chương trình rằng, bản thân bị mắc bệnh rối loạn nhận thức, lúc nhớ lúc quên, đi khám chữa, bác sĩ có kê đơn thuốc và khuyên ăn nhiều thực phẩm bổ não. Gợi ý món thịt bò xào tía tô, bởi thịt bò chứa rất nhiều đạm và các vitamin tốt cho hệ miễn dịch, giúp quá trình tái tạo hồng cầu được diễn ra nhanh chóng, hệ miễn dịch khỏe mạnh, thúc đẩy hoạt động não bộ tốt hơn. Cùng với thành phần omega 3 tương đối cao trong tía tô thì món ăn này có khả năng chống viêm, chống oxy hóa tốt, đồng thời cũng là nguồn năng lượng để tăng cường chức năng nhận thức của não bộ. Nhờ đó mà món thịt bò xào tía tô giúp chống lại nguy cơ mất trí nhớ, bệnh sa sút trí tuệ ở người già. Đó là còn chưa kể đến hàm lượng sắt dồi dào có trong món ăn này, giúp bồi bổ cơ thể, trị dứt điểm bệnh thiếu máu não, rối loạn tiền đình cực hiệu quả. Tuy nhiên, với các món ăn từ thịt bò nói chung và cụ thể là món thịt bò xào tía tô, thì quý vị lưu ý không nên ăn vào buổi tối hoặc khi có vết thương chưa lành, bởi những dưỡng chất trong thịt bò tốt cho sức khỏe nhưng lại làm cho vết thương lâu lành, dễ để lại sẹo lồi, mất thẩm mỹ.
Còn nếu sử dụng thịt bò vào buổi tối thì chất sắt có trong thịt bò sẽ kích thích gan hoạt động nhiều hơn, từ đó làm đường trong máu tăng lên và khiến chúng ta dễ mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra quý vị cũng cần lưu ý, có một số đối tượng không nên sử dụng lá tía tô để tránh rước bệnh vào người. Lá tía tô dù tốt cho sức khỏe, nhưng có một số người được khuyến cáo không nên sử dụng vì có thể gây hại cho sức khỏe. Thứ nhất là những người đang bị cảm nóng. Theo y học cổ truyền, lá tía tô là loại cây có tính ấm, vị cay. Ở đó, những người bị cảm nóng cần sử dụng thận trọng, nếu không sẽ khiến cơ thể sinh thêm nhiệt, gây bức bối, khó chịu và bệnh tình thêm nặng. Thứ hai là phụ nữ mang thai nên hạn chế sử dụng tía tô. Phụ nữ mang thai thường được khuyên uống nhiều nước lá tía tô để có thể sinh nở dễ dàng. Tuy nhiên, đây là một lời khuyên truyền tai chưa được chứng thực. Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng cảnh báo, thì đến nay chưa có nghiên cứu chứng minh nước lá tía tô giúp phụ nữ dễ sinh đẻ hơn. Thậm chí cách này có thể gây ra nhiều hệ lụy, bởi cơ thể phụ nữ mang thai vốn nóng hơn bình thường. Nếu dùng tía tô theo cách này có thể dẫn đến tăng huyết áp. Hơn nữa, việc lạm dụng lá tía tô còn có thể khiến cho phụ nữ mang thai cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, táo bón. Vì thế, nếu đang mang thai và muốn sử dụng lá tía tô thì cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. Thứ ba là nhóm người bị dị ứng với lá tía tô. Có một số trường hợp bị dị ứng với lá tía tô mà không hề hay biết. Do đó, trước khi sử dụng số lượng lớn thì quý vị nên uống một lượng nhỏ. Nếu sau 24 giờ không có phản ứng bất thường thì mới nên tiếp tục sử dụng với liều lượng tăng dần. Ngoài ra, cần đảm bảo mua được loại tía tô sạch không có hóa chất để đảm bảo an toàn sức khỏe. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, chúng ta không nên uống tía tô với lượng nhiều trong thời gian dài mà nên uống cách ngày. Uống quá nhiều và liên tục sẽ khiến bụng bị đầy hơi, khó tiêu, ảnh hưởng huyết áp. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung trên cũng đã khép lại thời lượng chia sẻ hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!